tới đây bàn này. Ê, thôi. Thôi. Thôi con ngồi lên chơi bàn này, ngồi lên đây. Vào đây này. Này vô, ngồi lên. Giỏi, đứng lên. Máu. Giỏi. Rồi, ngồi lên đây nhé. Rồi. À, thì khi mà người ta nói những câu nặng nhọc đó thì mình chỉ có biết nghĩ thương con thôi, chứ nếu mà mình nghĩ mà mình nổi nóng lên thì lỡ khi mà nhiều khi mình không thể kềm chế được thì cái sự hiền nó thành dữ, nên chị em rất sợ những cái cảm xúc đó. Bởi vì nhiều khi mà người ta đánh em, như thanh niên mà nó dí em chạy thì em đã chạy được rồi là em rất là mừng. Còn khi mà em sợ nhất là khi mà nó dí sau lưng mà em lỡ em vấp cái gì em té thì nó sẽ đè em lại, thì chưa biết cái nỗi khổ đó nó sẽ như thế nào nữa. Nên vì nhiều khi em thương con thì em thấy người ta hành hạ con mình như vậy thì em rất là đau, bởi vì nghe họ nói thôi, họ nói là chắc là nó ăn ở như thế nào rồi. Con nó như thế này thì em rất là buồn. Em cũng sợ điều đó lắm. Bởi vì người mẹ cũng hay nay đòi bắt mai đòi bắt đứa em. Tại vì khi ly dị là mỗi người một đứa, giấy tờ đàng hoàng. Rồi khi mẹ nó bàn giao thì mình lại không nghĩ đến ngày hôm nay. Chứ nếu mình nghĩ đến ngày hôm nay thì mình bắt mẹ viết cái giấy ủy quyền á, để cho đứa con về mình, để mình làm chung một cái hộ khẩu thì nó dễ rồi. Thì bây giờ là người mẹ đòi bắt về. Thì bây giờ vẫn là đòi bắt về. Đúng rồi. Đó, thì mình cũng không biết làm sao. Thì ngày hôm qua đây thôi, thì cái chương trình mà hát mãi ước mơ nó vừa lên xong một ngày rồi á. Là qua sáng lại là tự nhiên bên ngoài á điện bạn bè rồi vậy, điện cho vợ mình thì không biết người ta nói thế nào mà vợ mình nó lại đè mình, nó la, thì mình cũng không biết là người ta nói thế nào. Thì hả, nó tưởng mình là lên sân khấu mình nói xấu nói này gì á. Mình đâu có nói gì đâu, mình lên sân khấu thì có gì mình nói đó thôi, chứ mình đâu có nói thêm nói bớt gì ai. Vậy thôi, chứ chủ yếu là người ta nghe thế nào, người ta cảm nhận thế nào thì cái đó tùy lòng người ta thôi. Cảm xúc mà. Còn báo chí, báo đài người ta ưa viết sao, người ta ưa nói sao là quyền người ta. Còn chính cái miệng em nói ra cơ, lúc đó mới nguy hiểm. Chứ còn báo đài người ta nói thì nó thích, nó nghe không thích thì thôi, vậy thôi. Em hỏi một câu. Đó, thì họ cứ nói em là ủa thằng này sao mà con cái như thế này mà nó lại vui ghê vậy nè. Thì em cứ nói là hả, nếu mà không có nhạc chắc còn chết mất thiệt, vì nó quá căng thẳng đi. Dạ đó, nên chi là em lúc nào cũng nở nụ cười trên môi đối với mọi người. Dạ, thậm chí với con mình vẫn vui để cho nó không được nổi nóng. Như nhiều khi á tức quá thì nó đánh rất là mạnh. Nó đánh mạnh thì nhiều khi mà nhiều khi con mắt nó đánh có thể là mình sưng luôn, đánh quá mạnh đi. Dạ, nó rất là mạnh, nên chi là phải để ý. Ví dụ em nuôi nó quen rồi là phải dặn dò là con đừng bao giờ đánh ba, thì lỡ ba chết thì ai nuôi, là lúc đó nó tới nó ôm nó hôn. À em hiểu, mình nói vậy em hiểu. Có, nhất là đứa lớn. Dạ, đứa lớn rất là tội, bởi vì nó đi với ba là nhiều nhất. À, giờ hầu như là từ khi mà mẹ chia tay là đứa lớn là gắn bó với em nhiều hơn, còn đứa em thì thua anh, vì đứa em là ít có quậy phá hơn anh. Thì em hy vọng là sau những chương trình này em sẽ tìm một cái người mà người ta thương con mình để cho giữ giùm em, để em có thời gian thứ nhất là để đi điều trị cái lưng,
bởi vì em bị thoát vị đĩa đệm cũng nhiều năm rồi, nhưng mà em không dám kêu, không dám la gì hết, bởi vì mình càng nói thì họ nói mình bệnh giả đò thôi đó, nên chi thôi kệ, bệnh của mình thì mình biết. Yeah.